Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cuộc sống hiện tại của Huỳnh Đông thành trong duyên kiếp. Hiện tại bộ phim truyền hình duyên kiếp đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh nhân vật Bạch Công Khanh, Huỳnh Đông là một cái tên nổi bật trong tuyến nhân vật chính. Đây là lần hiếm hoi Huỳnh Đông xuất hiện trong một vai diện trên màn ảnh nhỏ thời gian gần đây trong phim anh thủ vai nhân vật thành người ở được cậu hai lương bạch công khanh coi là anh em chí cốt huỳnh đông thủ vai thành trong phim duyên kiếp đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ huỳnh đông được đánh giá cao khi thể hiện vai thành rất tốt trong phim trong phim Thành được cậu Hai Lương xem là anh em chí cốt với nhau, Huỳnh Đông bắt đầu sự nghiệp vào năm 2004, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Quân trong phim Gọi giấc mơ về là vai diễn làm nên tên tuổi của anh sau khi phát sóng bộ phim trở thành hiện tượng lớn trong thời gian đó. Ngoài ra, anh còn được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên lòng tiếng, đạo diễn điện ảnh. Ở tuổi U40, anh không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công mà còn có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Huỳnh Đông kết hôn cùng người đẹp Ái Châu vào tháng 1 năm 2000 2015 sau 4 năm hẹn hò, hiện tại cả hai đã có với nhau một bé trai. Nam diễn viên bày tỏ quan điểm luôn đặt con cái lên hàng đầu. Anh chia sẻ, tôi quan niệm vợ chồng làm vừa đủ để lo cho mình, cho con chứ không cần tham công tiếc việc để lỡ đi thời gian bên con. Vì thế chúng tôi ở nhà nhiều hơn làm. Hai vợ chồng nam diễn viên tình tứ với nhau mọi lúc mọi nơi. Phần Đông, Ái Châu hiện đang có một bé trai 7 tuổi khấu khỉnh, tưởng chừng gia đình sẽ ấm êm cho đến khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Người đẹp Ái Châu từng tiết lộ một biến cố hơi lớn là bỗng dưng xuất hiện người thứ ba. Lúc đó tôi bị suy sụp rơi vào trạng thái không biết thế nào, mất phương hướng. Trong khi đó anh ấy tỉnh bơ, chẳng thấy đau khổ gì cả đứng trước bờ vực tan trả hôn nhân huỳnh đông đã có những thay đổi đáng kể hai vợ chồng cùng nhau vượt qua những thử thách nam diễn viên cho rằng con gái chính là món quà khiến anh và vợ suy nghĩ chính chắn hơn hàn gắn lại với nhau Cả gia đình Huỳnh Đông hiện tại rất viên mãn bên nhau. Nam diễn viên từng nhập viện vì tai nạn trong một vai diễn nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Hiện tại Huỳnh Đông Ái Châu vẫn bên nhau hạnh phúc, thậm chí còn mặn nồng hơn ngày trước. Ái Châu cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, clip có chồng mình xuất hiện được trích ra từ bộ phim duyên kiếp để ủng hộ anh. Để có được thành công như ngày hôm nay, Nam diễn viên đã không ngừng cố gắng từng ngày, khẳng định bản thân khi có cơ hội trong các vai diễn mới. Dù có sự nghiệp thành công nhưng anh luôn khẳng định đặt gia đình lên hàng đầu. Chính con cái, vợ đã giúp anh vượt qua khủng hoảng giai đoạn suýt đổ vỡ trong hôn nhân. Có thể thấy vai trò của gia đình rất quan trọng. Sao tất cả chỉ có mọi gia đình là luôn bên ta? Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.